Mến chào các bạn, cùng quay trở lại với kênh của Bonsai Linh Vượng. Thì đứng Bonsai Linh Vượng đang đứng trước một tác phẩm cây xanh hai thân. Một tiếp theo là một tác phẩm cây trực hoành các bạn. Một cái cành hoành bay ra rất phiêu. Rất bay phiêu các bạn. Và đây là một tác phẩm cây mai chiếu thủy, cây răng trực. Hoàn toàn những già lưu kiêu, u biếu lưu cục của các bạn. Wow, và đây là một tác phẩm cây gần như là dạng form quốc tế các bạn ạ. Rất là đẹp. Thực sự là một tác phẩm tầm xứng tầm quốc tế. Một cây cổ thụ nhìn rất hoành tráng và hiên ngang các bạn. Nó thể hiện cái sự cổ thụ hiên ngang bất khuất của nó đây các bạn nhìn. Chuột quá đẹp. Đây, tôi đi sát lại các bạn quan sát cái vị trí quá đẹp trên thân này. Mê thật, mê thật. Những cây như thế này là ở miền Nam họ hay chơi và họ hay làm. Họ làm rất cầu kỳ. Nhưng phải nói thực sự những chào tác phẩm như này. Chào Bonsai Đình Vượng nha. À, dạ chào mới, chú ạ. Dạ vâng. Chúc Bonsai Đình Vượng cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cháu cảm ơn chú nhé. Vâng. Thế nhưng nay Tùng mang cây, có cây xanh đằng kia đến không hả chú? Có, Tùng mang một cái cây kia đấy, cây răng làng kia. À vâng, vâng đấy, nãy cháu vừa xem cây của Tùng đúng không? Cây xanh răng làng đấy, đúng không? Phan Đắc Tùng đúng không? Ừ. Nãy cháu vừa xem. Chú đi đoàn chú là đi 17 người. À đấy ạ. Xuống đây lúc 9 giờ sáng cơ. Vâng. Thế nhưng mà xem qua một lượt ở chợ Hàng Khôi. Xong thì về Phủ Cừ Hưng Yên là có giao lưu mua 10 tác phẩm. À mua 10 tác phẩm rồi. Đoàn chú mấy giờ hôm nay về chú? Bây giờ khả năng phải đến 6 giờ đấy mới về. 6 giờ bắt đầu mới đi về. Thì bắt đầu. Bây giờ bắt đầu mới vào chơi này. À giờ mình bắt đầu vào chơi ạ. Đấy, còn thì... Vâng. Thôi, à, thế đoàn đến muộn đấy ạ. Nhá. Dạ vâng vâng, cháu chúc, chào chú hạnh nhé. Phúc và thành công nhá. Vâng, hẹn chú hôm nào xuống vườn chú chơi ạ. Vâng, vâng vâng. Ok, cảm ơn anh nhá. Dạ, vâng, cháu cảm ơn chú nhé. Vâng. Chào chú. Thực sự Bonsai Đình Vượng đứng trước cái tác phẩm này mà cảm thấy ngất ngây các bạn ạ. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Và tác phẩm thứ hai đây các bạn, cũng là một cây này là cây mai chiếu thủy. Thực sự quá kinh điển. Họ mang ra những cái tác phẩm như thế này đi chơi thì thực sự quá phê các bạn. Nhìn dáng dấp nó bay phiêu như thế này. Thân pháp chi tiết đẹp. Thực sự phong cách ấn tượng. Là các bạn quan sát này, từ đẹp từ gốc đến ngọn. Đây các bạn nhìn cái biếu của nó này. Nào nó đun ra một cái biếu quá đẹp. Cái biếu này. Thực sự ngắm cái đôi này mà đã mắt các bạn. Đây, các bạn ngắm một đôi này để các bạn. Đây các bạn ngắm cả đôi này của họ quá tuyệt vời. Đúng bonsai quốc tế các bạn. Một tác phẩm cây si đây. Cũng khu khuỷch, quá kinh điển các bạn. Quá ghê gớm. Một loạt những cái cây phôi kinh điển các bạn nhé.
các phẩm cái cây phôi cây si này, nó có cái cành điệu rơi xuống quá tuyệt vời này các bạn. Rất nhiều những cái phôi quý, phôi đẹp ở đây. Đây là một tác phẩm cây đa kinh khủng này. Đây, cây đa bên nước Sơn Đình này. Cây đa Giáng Làng. Ngắm nhìn những tác phẩm cái phôi xanh như thế này cũng đã mắt các bạn. Hầm hố ghê thật. Wow, một tác phẩm cây khế các bạn ơi. Quả đang chín, rất nhiều quả. Quả chín vang đẹp các bạn ạ. Không phải quả nhựa các bạn nhé, mà quả thực sự luôn. Một cây khế quá tuyệt vời. Đúng độ đi tầm đi chơi lại quả rực rỡ như thế này. Không còn gì để ca ngợi các bạn. Ui trời, cây khế đẹp quá thật. Quá phê các bạn ạ. Một cây ăn quả được đưa tạo tác và làm bonsai đấy các bạn. Những cây khế như thế này là mới quý này. Còn những cái dòng khế gân ở miền Nam ấy, thì thân pháp rất đẹp. Thế nhưng lại không có quả mới đâu các bạn ạ. Thế nhưng đây này, khế này là khế chua đấy các bạn. Quả dày đặc. Nó lại giữ được quả mà là quả nó vàng đẹp như thế này. Thực sự quá tuyệt vời. Rất nhiều quả. Đây, các bạn lại xem một tác phẩm cây si đang làm dở dàng này. Cái này cũng rất khó chịu đấy các bạn. Để tôi xem, hình như cái này có đóng ghép thì phải. Khả năng họ đóng ghép từ đây, một cái thân đi xuống ấy. Thân này khả năng đúng thân ghép đấy, các bạn, nhưng cũng ghê gớm rồi. Rất kinh điển. Cũng rất hài hòa, rất đẹp. Một cái phôi quá kinh điển các bạn. Nhăn nheo u cục. Lù biếu. Chủ sở hữu là Đỗ Văn Khang. Các bạn quan sát bên này, cái mặt kế bên của cây, cây cũng ghê gớm thôi, họ đục phá kinh điển. Một tác phẩm cây này là cây si trắng này, nhiều thân pháp cũng kinh điển này các bạn. Giả lu sụn. Họ đang tạo tác một thời gian nữa thôi thì sẽ thành một cái siêu phẩm. Một tác phẩm thấy đang rất nhiều người quan tâm và chú ý đây. Xem tác phẩm này là có cái gì đấy. Ồ, cũng rất loang hoang, khó chịu đấy các bạn ạ. Đẹp. Rất nhiều cái điểm nhấn. Không hề đơn giản. Nếu mà thực sự vào view cái này cũng ok các bạn. Nó hóa mạnh mẽ. Quê đây, phôi làm sao em thích cái phôi như này. Quá đẹp luôn. Quê đó. Nó có chân rồi nó có chiều sâu nhỉ. Nhiều cái điểm nhấn để chơi đấy các bạn ạ.
cứ ná mình chơi đấy. Các bạn nhìn thấy có cái điểm ức trên này mỗi củ đấy, cái ức này là ăn tiền, mấy cái vị trí ăn tiền. Được cái củ này, được rễ quê, nó củ to chứ. Nó cũng hóa kinh điển đấy. Cái này đấy mai phải kê cao lên nữa để cho nó nộ với phân bên này nên nó mới đẹp nữa này. Nhiều cái đường chạy khó. Hai mặt đều có đường chạy khó, tay chạy khó. Nói chung cái này đẹp tứ diện các bạn ạ. Nhìn là cũng tứ diện. Mà đây là một tác phẩm cái sinh quê các bạn nhé. Đây là sinh quê đây. Rất nhiều cái điểm nhấn. Rồi, bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.